cậu bé từ trong thùng nhặt ra một con cá rô phi. Ai ngờ sau đó con cá mở mắt, khiến hai bạn nhỏ run lên sợ hãi, vì vừa rồi họ rõ ràng nhìn thấy con cá này đã được nướng chín gần hết, không ngờ chết rồi mà còn di chuyển được, miệng còn nhả ra gia vị. Sau đó có một con cá rô con được nhổ ra, đứa bé nhanh chóng dùng tay bắt lấy, bỏ con cá vào trong bình nước của mình, sau khi mang về nhà bỏ vào bể cá, mà không biết con cá này sẽ mang tới tai họa cho họ. Hóa ra con cá rô phi này sống ở hồ sâu trong núi, lại bị một ông lão không có kinh nghiệm câu cá câu lên. Ông ta không nói nhiều cầm thẳng hòn đá đập vào đầu nó, khiến mắt con cá biến thành màu vàng. Rất nhanh con cá rô phi đã được nướng đến ngoài giòn trong mềm. Vào lúc họ đang ăn ngon, bốn phía quanh rừng đột nhiên có người hỏi họ ăn có ngon không, thịt cá ăn ngon không? 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 Lúc này ông lão trẻ nhất dường như nhìn thấy thứ gì đó. Con cá đã sớm được nướng chín lại mở miệng nói chuyện. Cả ba bị dọa sợ. Sau đó trên người con cá hiện ra